Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 276, lời hẹn thề. Chu thập cửu là phu quân của nàng, là chỗ dựa cả đời này của nàng. Nàng đã sớm biết tâm tư của chu thập cửu thâm trầm khôn lường ở bên chàng không cẩn thận là sẽ rơi vào hồ lửa, vậy nên nàng không dám gả cho chàng. Nhưng nàng hoàn toàn không ngờ kiếp trước mình lại chết trong tay Chu Thập Cửu. Nỗi sợ hãi trước khi chết ấy đã khắc sâu vào lòng nàng, người ngoài không bao giờ có thể hiểu được. Nàng muốn dựa vào, song lại sợ sẽ có ngày chàng buông tay một lần nữa. Nàng không thể nào quên được ánh mắt thờ ơ và lạnh nhạt của Chu Thập Cửu nhìn mình khi ấy. Mạng người cũng chỉ thế mà thôi. Khi giao tính mạng vào tay người khác thì vốn đã thành một con sâu cây kiến thấp hèn rồi. Toàn bộ phủ Khang quận vương này đều phải dựa vào quận vương ra mà." Lâm Di dịu dàng nói. Chu Thập Cửu cúi đầu kéo tay Lâm Di, "Nguyễn Nguyên biết ta nói gì mà, em đều làm xong hết, hoàn toàn không cần đến ta, ta biết làm sao đây?" Nói đoạn chàng kéo Lâm Di vào lòng. Chàng có kế hoạch của chàng, nàng có tính toán của nàng. Trước đây, tùy mỗi bên đều có tâm tư riêng nhưng luôn vừa thăm dò vừa giúp đỡ lẫn nhau. Thật ra dù không có nàng, bằng vào tâm tư thận trọng chu đáo của chu thập cửu bất luận chuyện gì chàng đều có thể lấy được lợi ích lớn nhất hơi thở ấm áp của chu thập cửu phả vào bên tay lâm di hai tay chàng nhốt chặt nàng lại lâm di nghiêng đầu không muốn đụng phải cầm chu thập cửu chu thập cửu vẫn chẳng hề động đẩy chỉ khom lưng ôm nàng đi thẳng vào phòng trong lâm di nhíu mày hơi dãy rủa hạ nhân còn đang chờ bên ngoài ban ngày ban mặt hành vi thiếu đứng đắn Chu thập cửu cười nói, Nguyễn Nguyên nói sai rồi, hiện giờ trời đã tối. Mảnh lưu ly thoáng dao động, hai người chạm mặt quất hồng. Quất hồng lập tức đỏ mặt, hoảng hốt quay đầu bỏ chạy. Thấy bọn hạ nhân đều cuống cuồng lui ra, lâm di có cảm giác máu dồn hết lên đầu, nàng dốc hết sức đầy chu thập cửu ra, quận vương gia định làm gì thế? Thấy nàng đỏ mặt, chu thập cửu thoáng ngây ra, nhưng mặc nàng dãy giụa thế nào cũng không chịu buông tay, đi thẳng vào phòng, đặt nàng lên giường sưởi cũng nằm nghiêng bên cạnh. Lâm Di ngồi dậy sỏ dày, nhưng vừa mới lần ra mép giường thì phát hiện không nhích người được. Nàng quay đầu nhìn lại, thầy Chu Thập Cửu đã buộc chuỗi ngọc đeo bên hông nàng vào dây lưng thiêu hoa văn cát tường của chàng tự bao giờ. Lâm Di ngẩng đầu nhìn, khóe môi Chu Thập Cửu hơi nhếch lên thành một nụ cười mỉm, chàng nắm tay nàng, bầu không khí trong phòng bỗng trở nên tĩnh lặng. Hồi lâu sau Chu Thập Cửu mới nhấc tay ra, xong lại nhanh chóng nắm chặt, em đến đâu, ta tới đó. Ước hẹn hôm nay, cùng đập tay hẹn thề, nói rồi, tay chàng vỗ nhẹ ba lần. Nụ cười của chàng thật dịu dàng, dáng vẻ cao nhã thanh nhàn dường như chẳng có gì khác xưa, chỉ có đáy mắt thoáng sao đồng. Đến khi Chu Thập Cửu buông tay ra, Lâm Di cúi đầu cởi chuỗi ngọc, Loay hoay hồi lâu mới tháo rời được hai vật trang sức ra khỏi nhau. Khi ngẩng đầu nhìn, nàng hơi bất ngờ khi thấy Chu Thập Cửu đã ngủ mất rồi. Hơi thở đều đều của chàng mang theo hương rượu, Chu Thập Cửu ra ngoài xã giao không thể tránh khỏi việc uống rượu, nhưng chàng chưa từng bị chuốc say. Lâm Di gọi Chu Thập Cửu hai tiếng, chàng vẫn không đáp lời. Lâm Di bèn kéo chăn đắp cho chàng, sau đó rời khỏi phòng. Bạch Thược đang đứng chờ bên ngoài thấy Lâm Di đi ra liền vội bẩm báo, Đồng Ninh còn đang đợi quận vương ra ngoài cửa, khi nãy quận vương ra nói đi thay đồ rồi sẽ rời phủ. Thay đồ rồi lại rời phủ ư, không thấy Chu Thập Cửu nói còn phải ra ngoài mà Lâm Di sai bạch thược gọi Đồng Ninh vào hỏi chuyện. Đồng Ninh chạy vào sân, củi đầu khom người đứng ở bậc của thưa, tối nay quận vương gia đình đi gặp phụ tá. Phùng gia còn đang chờ ở bên kia đấy à? Phùng tử anh cũng có mặt, vậy tức là chưa xong việc. Mấy ngày rồi chỉ có mỗi hôm nay là chu thập cửu về sớm, thì ra chỉ về thay quần áo thôi. Lâm Di đang định nói gì, Linh Lung đã vội vội vàng vàng chạy tới, ghé tại Lâm Di bảo, quận vương gia vừa ói à. Lần này hẳn là uống hơi quá chén, Lâm Di nhìn đồng ninh nói, ngươi đi báo một tiếng với phòng gia, nói quận vương gia uống say rồi, e rằng đêm nay không qua đó được. Đồng ninh nhanh nhẹn thưa vâng. Đồng Ninh đi ra, Lâm Di trở về xem tình hình của Chu Thập Lâm Di phân phó hồ đào vắt khăn lau mặt cho Chu Thập Cửu, sau đó tháo ngọc quan trên đầu cho chàng, thác tóc đen nhánh lập tức đổ xuống. Hầu hạ Chu Thập Cửu yên ổn nằm nghỉ rồi, Lâm Di mới định đứng dậy ra ngoài, thì bỗng tay bị kéo lại, siết thật chặt, thế nào cũng không chịu buông ra. Phùng Tử Anh nghe Đồng Ninh nói Chu Thập Cửu say rượu thì vô cùng kinh ngạc, sao lại thể được nhi? Đúng là uống khá nhiều. Nhưng, lúc trước đâu phải chưa uống như thế bao giờ. Phùng tử anh suy nghĩ một lúc liền bật cười, hẳn là trong lòng vui vẻ nên say đây mà. Đã chủ tính mất mấy ngày, hôm nay nghe nói tín thân vương và phủ ngũ vương gia đều định làm lễ cầu phúc, tôn thất doanh còn định gom bạc làm tháp vàng, bọn họ vốn cảm thấy thấy tình hình chưa đủ nóng, nhờ việc này mà mọi thứ đều vừa đủ độ dối. Không quân vương nghĩ thế nên mới uống thêm vài chén, phùng tử anh vào phòng trong lớn tiếng nói các vị hôm nay quận vương gia có việc bận nên không thể tới ngày mai chúng ta bàn lại nhé bầu không khí trong phòng lập tức yên tĩnh một thoáng sau đó mọi người bắt đầu lao nhau lên một phụ tá đứng lên chi bằng cử như quốc cữu gia nói đánh lạc hướng để bên khoa đạo gánh vác trách nhiệm tấu trương buộc tội ngự sử cũng khá nhiều rồi chỉ cần thuận gió đẩy nhẹ là có thể khiến bọn họ đứng đầu chịu trận dùm lời này vừa dứt lại nghe loáng thoáng có người bàn luận về quảng bình hầu phụ tá kia nói quảng bình hầu thì sao người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết lúc này sao có thể bận tâm quá nhiều như vậy liều chết can gián vốn là nghề của môn quan với ngự sử tới lúc triều đình đổ máu nếu ngự sự và môn quan muốn lấy cái chết đổi thanh danh chúng ta muốn ngăn cũng không được y nói đến đây rất nhiều phụ tá cũng tán thành nhưng Quảng Bình Hầu là nhà mẹ đẻ của quận Vương Phi. Quận Vương Phi vốn là người hiểu biết, sẽ không quá để ý việc này đâu. Mọi người nhốn nháo nói chuyện, Phùng Tử Anh nghe mà đau tai, bèn lặng lẽ cui ra ngoài. Lúc này Phù Quảng Bình Hầu cũng đang sáng choang, Trần Doãn viễn cau mày suy tư. Lão thay thay nhánh cả nói, còn có gì mà phải nghĩ nữa, giờ tình thế đã như vậy, tránh né cả biện pháp tốt nhất, nếu con cứ cố trông đến cùng thế này, chẳng may có người kéo toàn bộ khoa đạo vào đó, con định làm thế nào? Trần Doãn viễn nhíu mày nói, mẫu thân, không phải con không muốn, có điều. Khoa đảo bị làm loạn thành như vậy, con có muốn thoát thân cũng đã muộn rồi. mươi 277, Phúc Hòa Lão Thái Thái chi trưởng nhìn ông, đại ca Doãn lễ của con khi còn tại thế đã từng nói, sau này trong đám huynh đệ, con là đứa có công danh khá nhất, còn nói sự ngoan cố từ trong xương của con chẳng ai bì được, con thật sự định làm môn quan cả đời đầy à. Trần Doãn viễn trầm mặc, lát sau mới đáp, con cũng không nghĩ như vậy, có điều hồi ở Phúc Ninh qua lại với các thanh quan thời gian dài, thể nên. Nịnh bợ đương nhiên dễ dàng, nhưng nếu thật sự cầm số tiền tài bất chính kia, tương lại bị người ta nắm thóp chỉ là chuyện nhỏ, chủ yếu là trong lòng sẽ chăn trở thôi tri phủ Sơn Đông tham ô hơn 10 vạn lượng, những quan viên biết chuyện đều kín đáo kiểm lấy một khoản, triều đình còn chưa tra xét tới, tri phủ Sơn Đông đã không chịu nổi những tháng ngày lo sợ hãi hùng mà tự sát rồi. Cho nên mới nói, đừng nhìn tham ô có vẻ dễ, muốn làm thì bản thân phải có bản lĩnh đã. Con tự thấy mình không có bản lĩnh đó, làm quan chỉ muốn an phận mình, khoa đạo là bộ phận duy trì chập tự trong ngoài của trăm quan, hoàng thượng cho con đến khoa đạo, con cũng muốn thẳng lưng mà làm, nếu không chi bằng từ quan về nhà cho rồi. Lão thay thay nhánh cả hừ một tiếng, nghe có vẻ hiên ngang đầy, với cách hành xử của con thì tuy mới đến khoa đạo chưa lâu nhưng hắn cũng lung lạc được không ít người rồi nhỉ. Khoa đạo có nhiều lão già gần bướng cứng cỏi, mặc dù quan phẩm không cao nhưng ở đâu cũng dám trợn mắt vảnh dâu, tính con trượng nghĩa, hẳn là như cá gặp nước ở khoa đạo, chuyện gì cũng dám làm. Trần Doãn viễn đỏ mặt, cúi đầu, con, lão thái thái nhánh cả lại nói, chẳng khác gì phụ thân con, cứng đầu cứng cổ không biết nghĩ cho người nhà. Bà đang nói đến Trần Nhị lão thái gia, nếu không phải do quá quật cường cứng cỏi thì Trần Nhị lão thái gia đã chẳng tình nguyện ăn xương nằm gió ở Tây Bắc cưới đồng thị chứ không muốn về kinh nhậm chức. Nhờ ngẫu nhiên có cơ hội về kinh, nhận thấy triệu thị do trưởng bối làm chủ cưới về cho mình quả thực là người hiền lương, ông không đành lòng khiến triệu thị sau này không chỗ nương tựa nên mới có doãn viễn ra đời. thật đúng là một mối nợ oan nhiệt khó gỡ. phụ thân con giỏi mưu làm việc lớn, bằng không cũng sẽ chẳng ngoan ngoãn phục tùng đồng gia ở tây bắc. nhắc tới phụ thân, trần doãn viễn không dám có ý kiến gì, chỉ gục đầu lắng nghe. lão thái thay nhánh cả ngồi thẳng dậy nói tiếp. lần này không phải chuyện nhỏ, còn nói về nhị vương gia ở trước mặt ta đây là việc làm của một bề tôi chính trực ngay thẳng hay sao? Trần Doãn Viễn vội vàng đứng dậy, chắp tay nói: còn không dám nói lung tung nữa hả? Lão Thái Thái Chi trưởng cười khẩy, lẽ ra ta không nên hỏi đến chính sự. Có điều việc này liên quan đến toàn thể Trần gia, chưa biết chừng còn kéo tất cả xuống nước theo. Những tin đồn mấy ngày nay hắn con đã nghe thấy rồi, mọi người đều nói về chuyện này mà khang quận vương xa lánh lâm di. Dù địa vị chính thê không dễ dao động. Nhưng nếu dính líu đến chính sự thì mấy quy tắc đó chẳng hề đáng nhắc tới. "Tùy ta chỉ là một phụ nhân du rú trong nhà, chưa từng gặp chuyện lớn lao, nhưng nếu con làm gì hủy hoại cái nhà này, ta nhất định không tha cho con." Trần Doãn Viễn liên tục bảo đảm, "Con thật sự không dám. Vọng Ngôn lập chữ không sợ dao động căn cơ quốc gia sao? Chỉ e trong cái nhìn của hoàng thượng, việc đó còn đáng trách hơn cả những tham quan ô lại kia." con nói rất đúng khoa đạo là bộ phận duy trì trật tự trong ngoài của trăm quan lập ai làm thái tử có nằm trong phận sự của con không hiện tại con là một hầu gia cả nhà này đều xoay quanh con không ai dám nói gì con chỉ có mụ già chuẩn bị xuống mổ như ta đây mới dám nói con đôi ba câu con nghe vào là tốt không nghe thì cứ coi như ta chưa nói gì sau này con cứ an ổn làm hầu gia của con nỗ lực chủ tính việc lớn của con trần doãn viễn suy sụp lập tức quỳ xuống đất mẫu thân người tha cho con lần này đi ông quỳ hồi lâu mới được lão thái thai nhánh cả cho đứng dậy lúc này bạch ma ma cũng bưng cháo lên ông vội nhận bát cháo định hầu hạ lão thái thai nhánh cả ăn lão thái thai nhánh cả nhíu mày xua xua tay trần doãn viễn khuyên bảo người ăn một miếng cũng được con thật sự không dám nhắc lại những lời đó nữa con không thể vì những chuyện đó mà để mẹ mình chết đói được. Lão thái thay nhánh cả bực bội ông, mấy ngày nay không ăn uống được một bữa tử tế, nếu tiếp tục như vậy thì phải làm sao? Tiểu tiêu thị ngày ngày đều ghé tai ông nói những lời này, ông nghe mà hết hồn hết vía. Nghe vậy lão thái thay nhánh cả mới gian hàng mày, ăn cháo cót giả. Tiễn trần doãn viễn đi, bạch ma ma quay trở lại bên cạnh lão thái thay nhánh cả, lần này chắc chắn có tác dụng đầy à lão thái thái nhánh cả chỉ thở dài mấy điểm lâm di nói với ta ta đều đã nói cả rồi chứ bạch ma ma cười bảo quận vương phi cũng đâu có nói gì chỉ nói là phải trao đổi vài chuyện nhà thôi à lão thái thái nhánh cả nhấp ngụm trả loãng xúc miệng nói chuyện nhà còn không phải chuyện của nhị lão thái gia à lâm di là vãn bối nên không dám nói thẳng nhưng ta hiểu con bé đang ám chỉ cái gì ngay cả con gái như nó mà cũng nhận ra cha mình oán hận tổ phụ nữa là bạch mama gật đầu quảng bình hầu oán hận nhị lão thái gia một lòng bám lấy đồng ra, chẳng hề để ý sự sống chết của mẹ con ông bây giờ lão thái thái nói quảng bình hầu giống nhị lão thái gia cũng là để nhắc nhở ông làm việc đừng có quên vợ con già trẻ trong nhà lão thái thái thở dài bảo đã đến nước này rồi người người chỉ muốn dậu đổ bìm leo thôi cũng không biết có thể bình an mà vượt qua được hay không nữa. Ta lo nhất là đứa nhỏ Lâm Di này." Nói đoạn, bà dặn dò Bạch Mama, "Ngày mai ngươi hãy đến Phủ Khang quận vương, thăm xem Lâm Di thế nào rồi." "Bạch Mama thưa vâng. Hôm sau, Tưởng thị tới Phủ Khang quận vương thăm Lâm Di. Tưởng thị chìa kinh Phật trong tay ra, "Đây là từ hôm qua ta vừa thu được. Mấy ngày nay, Tín thân vương phi muốn gom hết kinh Phật cúng cho chùa Pháp Nguyên." Chùa Pháp Nguyên là nơi mà các vị quan chức dưới tứ phẩm khi tới bên ngoài đều phải xuống xe đi bộ. Tưởng thị nhẹ giọng nói, nghe nói là bệnh của hoàng thượng đã có khởi sắc, thuộc phi nương nương chăm sóc rất chu đáo. Nói đoạn nàng nhìn quanh một chút, sắc mặt hơi u ám, trong Tôn thất doanh đều đang bàn luận chuyện này, hoàng hậu nương nương thật sự quá. Mới vừa bị phạt đến cảnh nhân cung thì bệnh của hoàng thượng liền chuyển biến tốt lâm di thấy tưởng thị ấp a à, ấp úng bèn hỏi ý của tỷ là có vài người cao số quá à tưởng thì nhấc chén trà lên uống một hớp mọi người đều đang nói thế lâm di bật cười nhìn thì có vẻ đúng là vậy tưởng thị ngừng đầu ánh mắt lấp lóe muội cũng nghĩ vậy ư dù là ai cũng sẽ nghĩ thế thôi bên ngũ vương ra xuôi trèo mát mái hoàng hậu nương nương vất vả gian truân lại không thu được chút gì ngoại trừ danh hiệu mẫu nghi thiên hạ ra thì chỉ có hai bàn tay trắng. Tưởng thị gói ghém kinh Phật cẩn thận rồi đặt sang bên cạnh, mấy ngày nay muội ốm ở trong nhà còn được thanh nhàn, chúng ta đây mỗi ngày đều phải đến tập trung ở phủ tín thân vương. Không chỉ phải nghe tin tức gom tiền góp bạc xây tháp Phật mà còn phải bàn bạc chuyện chuẩn bị Tết nữa. Ta thấy muội cứ ở nhà chép kinh Phật là tốt nhất. Nói đoạn, nàng nhìn khung thiêu trong tay Lâm Di, đến Tết lại có tranh thiêu mới mà treo. Lâm Di bị tưởng thị trêu chọc phải bật cười. Tưởng thì nói tiếp, tín thân Vương Phi muốn cắt giảm bớt chi tiêu cho năm mới, muội nói xem phải mừng năm mới kiểu gì đây. Không mời gánh hát, không bày bàn tiệc, không thường hạ nhân. Trưởng bối trong tôn thất doanh có ai không mê xem hát đầu, hàng năm mà không mời hai, ba gánh hát tới, mọi người đều có vẻ mất hứng. Giảm bớt bàn tiệc thì càng trông như thể nữ quyền quản tiền ăn bớt ăn xén vậy, tiền thường cho hạ nhân càng khỏi cần nói tới, hạ nhân ở phủ Tín thân vương toàn là hạng cao cấp, không cho tiền ai chịu làm việc đây. Tưởng thị xã oán giận với Lâm Di, Lâm Di chỉ thong thả nhàn nhã, châm trà cho Tưởng thị. Cuối cùng Lâm Di mới ngước mắt lên nhìn, đã vậy thì chỉ còn cách bổ sung tiền bạc vào thôi. Tưởng thị ủ rũ, ai chẳng biết là vậy, muội nói xem phải làm sao bây giờ? Lâm Di gợi ý, vậy lập một danh sách, liệt kê tiền chi cho từng mục, làm tiệc rượu có tiết kiệm cũng do không đủ tiền thôi. Chẳng lẽ lập danh sách rồi đưa cho tất cả mọi người xem hay sao? Phải chi tiền để xây tháp Phật đã khiến mọi người kêu trời kêu đất, vớ được cơ hội này lại trả xả hết cơn bực ra thôi. Tưởng thị kéo Lâm Di, mau mau lây bệnh cho ta đi, để ta được ở nhà nghỉ ngơi với. Lâm Di cười nhìn tưởng thị, muốn vậy cũng đầu khó lắm hiện giờ có không ít người muốn nịnh bợ tín thân vương phi đến lúc đó tỷ củ giúp một tay tự nhiên sẽ có người chào đón miễn là tỷ đừng ngại tín thân vương phi nhìn mình bằng cặp mặt khác thôi tưởng thị bật cười ta ngóng trông bà ta coi trọng ta đây chắc tranh thủ lúc này phải nhanh chân chạy vội càng nhanh càng tốt ấy chứ hai người đang cười cười nói nói bà từ bên ngoài vào thưa người của phủ quảng bình hầu đến là lúc này tưởng thị mới đứng dậy chào ra về. Tiễn tưởng thị về, bạch ma ma vào nhà thưa, lão thái thái lo cho quận vương phi nên sai nô tỳ tới thăm hỏi người à. Lâm gì bèn hỏi thăm tình hình sức khỏe của lão thái thái, tổ mẫu vẫn không muốn ăn cơm ư. Bạch ma ma gật đầu, cừ luôn không có hứng ăn, không giống lúc quận vương phi còn ở bên nhà, nô tỳ thường xuyên khuyên nhủ mà lão thái thái vẫn chẳng ăn được bao nhiêu. Hai người còn chưa nói được mấy câu, cùng mama đã vào nhà bẩm quận vương gia về rồi à hiện còn chưa đến giữa trưa sao chu thập cửu lại về lúc này nhỉ lâm di đứng lên đi ra đón bạch mama cúi đầu theo sau chu thập cửu về phòng xếp thay quần áo thu dọn thư phòng ở tiền viện một chút ta và phụ tá cần thương lượng vài chuyện lâm di gật đầu rồi sai người sắp xếp chu thập cửu lẳng lặng nhìn nàng phía kinh đô phụ nói vừa tìm được thi thể của đạo sĩ kia Lâm Di thoáng kinh ngạc, vậy, Chu thập cửu nhất định sẽ không để lại dấu vết gì khi giết võ đạo sĩ kia. Nghe nói bệnh của Hoàng thượng đã khá lên chút, có người cố ý nói như vậy. Sau khi Hoàng thượng có thể xử lý chính sự, việc thử nhất chính là tra xét chuyện này. Đây chính là một tín hiệu không thể nghi ngờ. Chu thập cửu nói tiếp, đã quyết định sau thu sẽ xử trảm thường quang văn. Tảng đá lớn này rốt cuộc cũng đổ ập xuống, thảo nào chu thập cửu lại muốn gặp phụ tá. Chu thập cửu đi sang thư phòng, Lâm Di và Bạch Ma Ma trò chuyện tiếp. Bạch Ma Ma nhận xét, dường như quận Vương Phi hơi gầy đi. Mấy ngày nay không chỉ một người nói thể, Lâm Di chỉ đáp, giống tổ mẫu thôi, không có hứng thú ăn uống gì. Ánh mắt Bạch Ma Ma hơi lóe lên, có mời tang Trung xem qua chưa hả? Lâm Di gật đầu, xem rồi nhưng nói là không có vấn đề gì. Bạch Ma Ma thở phào, như vậy cũng tốt lão thái thái cứ to lắng cho sức khỏe của quận vương phi mãi. Nói chuyện xong, Lâm Di Bảo cùng Mama tiễn Bạch Mama ra về. Bạch Mama tại căn dặn cùng Mama, bà cần phải để ý một chút, quận vương phi là sinh mạng của lão thái thái chúng ta, buổi tối lão thái thái ngủ mê còn bò dậy gọi tìm quận vương phi đấy. Cũng Mama khẽ nói, ta biết rồi, hai ngày nữa ta tại mời Tang Trung tới xem mạch cho quận vương phi. Nói đoạn, ánh mắt bà cũng lập lòe, Ta cảm thấy có gì đó không bình thường, nhưng vẫn chưa lộ rõ lắm, cần thận trọng theo dõi thêm. Bạch Mama nghe nói đến đó lập tức hượng người, trợn tròn mắt, bà nói vậy là có ý gì? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio, mươi 278, thật giả, một Cùng Mama chậm rãi gật đầu, thì chính là ý đó đó nhưng nguyệt sự của quận Vương Phi luôn không đúng ngày truyền trong phù ngoài phù mà không được thoải mái ta cũng không dám chắc rốt cuộc là do bản thân quận Vương Phi không khỏe hay là do gì khác nữa. Loại chuyện này không tiện ngỡ nọ ngờ kia, nhỡ mà làm ẩm vô cớ thì không ổn, trong phủ lại chẳng có trường bối thật sự giúp đỡ, nhỡ mà làm sai gì ngoài mặt chưa nói nhưng sau lưng không biết sẽ bị tính kể gì nữa. Nói đoạn cùng mama nhìn bạch mama, chuyện chưa chắc chắn, bà cũng khoan hãy nói với lão thái thái nhánh ca. Bạch mama nói, ta biết rồi. Vừa nói bà vừa dặn cùng mama, có tin gì nhất định phải báo ngay đấy. Thường Quang Văn chi phủ Thiên Tân lừa gạt triều đình, tham ô lương thực trong kho, bị phán sau thu xử trảm. Quan địa phương nghe được tin này đều hoảng loạn, chỉ trong thời gian ngắn đã phái vô số người vào kinh thu xếp chuẩn bị. Các nhà trọ bình dân trong kinh trở nên đông khách hơn hẳn thời điểm này năm trước, quan lại ở Thiên Tân lại càng lũ lượt về kinh nhiều hơn chỉ cần có chút quan hệ với thường quang văn là đều như thể sắp gặp họa lớn đến nơi già thì treo ấn về vườn trẻ thì tính toán gom tiền bách tính thiên tân viết thư dài cả vạn chữ nhưng chẳng ai dám mang lên kinh cả xưa nay hoàng thượng lấy nhân từ để cai trị đất nước hàng năm số quan bị phán xử tử cực kỳ ít ỏi huống gì là một vị chi phu chưa kể thường quang văn lại xuất thân từ đại gia tộc danh tiếng như thường gia thương gia có một vị hoàng hậu nương nương mà thường quang văn còn bị như vậy huống chi là người ngoài nói đến cục diện chính trị hiện tại người ta không khỏi nói đến chuyện triều đại chu chưa từng phí hậu bao giờ chẳng lẽ lần này định mở tiền lệ ư các quan viên có qua lại gần gũi với hoàng hậu nương nương tới nha môn đều không nói năng gì hết giờ làm liền về nhà đóng chặt cửa lớn duy chỉ có khoa đạo là vẫn bất khuất không chịu buông tha Quan viên khoa đạo tiếp tục phẫn nộ mắng đạo sĩ hại nước, bắt bình hộ cho Thường Quang Văn. Bao nhiêu tham quan ở lại như vậy, vì sao lại tiết một vị quan có công cứu bách tính khỏi con nước lửa chứ? Thế nhưng lương thực trong kho lại không phải của Thường Quang Văn, nó thuộc về Đại Chu, Thường Quang Văn dựa vào đâu mà dám dọn sạch kho thóc cứu dân? Ngũ Vương gia cũng không muốn giết Thường Quang Văn, nhưng lại không thể vì một Thường Quang Văn mà làm rối loạn pháp luật kỳ cương của Đại Chu một trận ầm ý qua đi, bắt đầu có người chết bởi vì vùng nhiệt hà xuất hiện dịch bệnh. Kể cả các tướng lính trong quân doanh cũng bị lây nhiễm, bách tính nhiệt hà đã thiệt hại vô số người. Dịch bắt đầu lan tràn, tin tức truyền vào trong kinh, các loại dược liệu mà truyền thuyết đồn có thể chữa trị dịch đều gom sạch, các vị thuốc như thương chuột, đại thanh diệp, hoác hương, liên kiều. Bách tính bình dân đều không mua được một nửa số ngày của Thái Y Viện đã bắt đầu bôn ba giữa các gia đình hiền quý trong kinh. Chỉ có vài người bị cắt cử đến nhiệt hà trị dịch, trong kinh lúc này bỗng khó tìm được thầy xem bệnh vô cùng. Trong phủ khang quận vương, chu lão phu nhân sai người vào đại lao thăm chu Nguyễn Cảnh, hiện đang nghe thân ma ma tỉ mỉ thuật lại tình hình của gã. Đại lão gia gầy đi nhiều, nhìn thấy cơm canh trong phủ đưa tới, thoáng cây đã ăn sạch. Thân ma ma không đành lòng, tiền bạc chúng ta đưa vào đều bị ngục tốt nuốt riêng, đâu ai chịu chăm nom đại lão ra. Chu lão phu nhân nói, trong đại lao thì có thể thế nào nữa. Chỉ cần không chịu đòn roi là đã tốt lắm rồi. Thần ma ma tiếp tục kể, lần này đại lão ra sự thật rồi, cứ khóc bảo lão phu nhân tìm cách. Bất luận thế nào cũng phải cứu ngài ấy ra ngoài, còn nói giết người cùng lắm là quỳ lại xin lỗi là được mà. Lão gia đã đến nông nỗi này rồi cũng coi như trả một mạng cho đại thái thái. Mong chân ra nể mặt mũi bỏ qua chuyện này. Đại lão gia nói đợi khi nào ra được đại lao, nhất định sẽ đến chân ra dập đầu. Chu lão phu nhân im lặng một lát mới nói, hiện tại chịu nhận lỗi thì có ích gì, nếu sớm biết có ngày hôm nay, trước đây cần gì làm thế, ta vất vả khổ sở sinh nó ra, chẳng lẽ muốn nó chịu khổ sao? Lần này cho nó nhận một bài học đắt giá cũng coi như tốt nói là nói vậy, nhưng người đời vẫn bảo mẹ con liền tâm, thần ma ma đổi lò sưởi tay mới đưa cho chu lão phu nhân, nhị tiến viện bên kia đến thái y viện mời thái y hai lần vẫn chưa mời được. chu lão phu nhân thoáng nhường chân mày. Ai mà chẳng nịnh kẻ trên cao đạp, kẻ dưới thấp, quan lớn hiển quý còn chưa xem bệnh hết, sao có thể tranh thủ tới đây được, quận vương phi làm sao? Thần ma ma thấp giọng nói, nghe bà tử giặt quần áo nói hình như nguyệt sự tháng này của quận Vương Phi không đến. Nói đoạn, bà ta lại dùng một chút, trước cũng có lúc chậm kinh, nhưng không thấy cùng ma ma hầu hạ cạnh người quận Vương Phi sốt ruột. Chu lão phu nhân nhìn thân ma ma, tình hình ăn uống của quận Vương Phi thế nào? Có chọn nọ bỏ kia gì không? Thân ma ma lắc đầu, chuyện này thì không thấy, cũng không thấy triệu chứng có tin vui nào. Dù là ngày đến trần bệnh thì cũng chỉ là trễ kinh tầm 10 ngày, nếu tính như vậy đúng là chẳng trách phải mời ngày đến khám. Chu lão phu nhân hỏi, còn lang trung trước nay vẫn khám cho người trong phủ thì sao? Sao không gọi tới, ánh mắt thân ma ma hơi lóe lên, tất nhiên là do không tin tưởng được, nữ giới chậm kinh cũng có vài loại tình hình, nhỡ đâu nhầm lẫn thì có phải mất mặt không? Chu lão phu nhân lấy chuỗi hạt trong tay áo ra lần từng hạt, ta thấy vẫn nên mời lang trung tới khám đi. Chẳng lẽ phải chủ động mời người khám bệnh cho quận Vương Phi? Thần ma ma ngẫm nghĩ, nhưng ngoài miệng không nói gì. Chu lão phu nhân nói, bên ngoài đang có dịch, trong phủ chúng ta cũng phải đề phòng một chút, mấy ngày nay cứ mời lang Trung ở lại phủ, cho ông ta nhiều tiền chút. Không nghe nói trong kinh tìm thầy xem bệnh khó khăn sao? Phủ ta bao nhiêu người già trẻ nhỏ như vậy, không thể sơ suất. Cứ như vậy, chỉ cần có cơ hội là có thể lợi dụng sơ hờ chu lão phu nhân nhìn nhũ mẫu đang dạy toàn ca cắt hoa dán cửa, nói, hai vợ chồng nó chẳng phải đang giận dỗi nhau sao? Nếu thật sự mang thai cũng là chuyện tốt, thân ma ma nhìn về mặt thâm sâu khó lường của chu lão phu nhân, chuyện tốt hay là chuyện xấu chẳng khác nhau bao nhiêu cả. chu lão phu nhân lại hỏi, có phải Nguyên Triệt muốn mời phụ tá vào phủ bàn việc không? Mấy ngày nay vẫn luôn như vậy, thân ma ma gật đầu. Chẳng biết đang bàn chuyện gì. Thân ma nói, thư phòng ở tiền viện được quản nghiệm lắm, muốn hỏi thăm cũng không hỏi được gì, nô tỳ chỉ có thể bảo người chú ý nhiều hơn. Chu lão phu nhân uống một ngụm trà rồi đặt tách trà sang một bên, không cần phải người hỏi thăm nữa, ta nuôi dạy nó bao nhiêu năm qua, lại tận mắt chứng kiến nó tự kiếm công danh cho mình, có một số việc không cần suy nghĩ, chẳng phải chỉ là không đồng lòng với ta mà thôi ư. Ta muốn nói, trong phủ có người nên biết chuyện này là quận vương phi. Thần mama hiểu ngay, nên để quận vương phi biết việc này. Bạch mama đưa thuốc từ Quảng Bình hầu đến, Lâm Di nhìn thấy bèn cười nói: "Mang cho ta nhiều như vậy, trong nhà lấy gì dùng?" Bạch mama cười nói: "Lão thái thái còn có cái hiệu thuốc, ngày thường lợi nhuận không cao, mấy ngày hôm trước còn đang định sang cho người khác, giờ có dịch bệnh nên lão thái thái nói không sang nữa, đóng cửa hiệu thuốc, mang thuốc về phủ hết." Tình hình trong kinh phần lớn đều là như vậy, cho nên có rất nhiều người không mua được thuốc. Cứ thế này mãi thì không chỉ người mắc dịch bệnh bị chữa trị chậm mà các bệnh nhân khác cũng thế. Lâm Di thầm suy tính, Bạch Mama ngồi trên ghế đầu bọc ngấm, nói về chuyện trong nhà, ở Nhiệt Hà xuất hiện dịch bệnh, trong kinh gửi công văn xuống yêu cầu điều động quân đội đóng ở Nhiệt Hà làm công tác phòng dịch. Mấy hôm nay Lâm Di không trò chuyện với chu thập cửu về cục diện chính trị nhưng cũng có nghe được tình hình dịch bệnh ở nhiệt hà, nàng tiền nghĩ đến đô thống đồng trường mậu đang đóng quân ở đó. Bạch Mama hạ giọng nói khẽ, nếu trần áp được dịch bệnh, cửu lão gia của nhánh thứ hai nhất định sẽ lập công to. Nhánh thứ hai và nhánh thứ nhất của trần gia không ưa nhau, đồng gia phất lên không phải chuyện tốt với cha, huống hồ dịch bệnh lần này bị người ta nghị luận thành dấu hiệu chẳng lành mũi giáo chỉ thẳng về phía hoàng hậu nương nương, răng do hoàng hậu nương nương nhúng tay vào việc triệu chính mới dẫn đến càn khôn bị đảo lộn. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do chứ? Mẹ con Thục Phi đúng là trăm phương nghìn kể nhất quyết trừ khử hoàng hậu nương nương cho bằng được. Thường Quang Văn bị định tội rồi, đánh dấu cuộc chiến tranh vị trí chữ quân chính thức mở màn. Hoàng hậu nương nương, Thục Phi nương nương, nhị vương gia và ngũ vương gia bọn họ như những con sóng lớn cuốn tất cả mọi người vào cuộc. Trước khi ra về, bạch mama còn thuật lại lời dặn của lão thái thái nhánh cả một lần. Lão thái thái nói quận vương phi phải chú ý thân thể hơn, nếu có chỗ nào không thoải mái thì phải mời nhân tiên sinh tới xem thể nào. Nhân ngữ thu tiên sinh lâm di nhớ tới đã thấy buồn cười. Từ khi quen biết vị trưởng công tử kia nhân tiên sinh liền bận tối mặt không biết rốt cuộc trương công tử đã mê hoặc nhân tiên sinh bằng cách nào mà khiến cho nhân tiên sinh tròn một tháng không ra khỏi cửa, nàng không có bệnh gì nặng nên cũng chẳng muốn tới quấy dây. Vừa nhắc tới nhân ngữ thu, nhân ngữ thu liền phải người tới cửa, đưa thư đến tận tay Lâm Di. Lâm Di đọc thư một lượt, không khỏi kinh ngạc, nhân lão thái gia bệnh nặng, lang trung trong kinh nghi ngờ là dịch bệnh, người nhà họ nhân bảo đảm không phải, nhưng triều đình không muốn mạo hiểm nên đã đưa nhân gia ra, ra khỏi kinh thành mà vị trưởng công tử luôn có hành vi rất điên cuồng kia lại lo rằng dịch bệnh sẽ khiến nhân lão thái gia không được chăm sóc kịp thời bởi vậy mới muốn một mình lên đường đến nhiệt hà hiện giờ hễ nhắc tới nhiệt hà người người đều tránh không kịp nào có ai sẽ chủ động tới đó vào lúc này chứ trương phong tử nhìn như điên cuồng không ngờ lại có thể vì nhân gia mà liều mình đến thế nhân ngữ thu tiên sinh coi như đã tìm được một mối nhân duyên tốt từng câu từng chữ của nhân ngữ thu tiên sinh đều thể hiện sự lo lắng dành cho trương phong tử bệnh cũ của nhân lão thái gia vừa chuyển biến tốt người nhà họ nhân đang đề nghị thu xếp lên đường trở về phúc ninh nhưng không ngờ nhân lão thái gia lại đột nhiên bị nghi ngờ mắc bệnh dịch nếu nhân lão thái gia có thể trở về phúc ninh chưa biết chừng người nhà họ nhân sẽ tiếp nhận trương phong tử vì y đã có công giúp một tay đây cũng là điều nhân tiên sinh tha thiết mơ ước vừa muốn giải vây cho trương công tử lại sợ trương công tử vì thế mà gặp nguy hiểm tâm tình phức tạp này khiến nàng ấy đứng ngồi không yên lâm di sai bảo cùng ma ma lấy một ít thảo dược trong phủ đưa ra ngoài thành cho nhân tiên sinh nói với tiên sinh rằng nếu còn cần gì thì cứ gửi thư tới ta nhất định sẽ xoay sở tìm cho đủ mới có mấy ngày mà tình hình thay đổi đến chóng mặt làm người ta cảm giác như toàn bộ những chuyện lớn của cả năm đều dồn hết vào cuối năm vậy, không để cho bất cứ kẻ nào có cơ hội thở dốc. Dưới áp lực nặng nề đó, tất cả mọi người đều bồn chồn không yên. Lâm Di ngồi trong phòng, quân sự viện ngoài gửi tin tức vào phủ, cũng ma ma vào nhà thuật tại, không ổn rồi. Quận vương gia ở nha môn bị cột quan phục tống trở về phủ. Lâm Di luôn cho rằng Chu thập Cửu rất vững tin với tình hình hiện giờ tuy có người nói tìm được thi thể của đạo sĩ rồi nhưng không đủ chứng cứ triều đình kiểm tra sẽ không thể giáng tội gì được hơn nữa triều đại chu này võ tướng không thể tham gia chính trị người thật sự bị đầy lên đầu sóng ngọn gió là các quan văn người thật sự gặp nguy hiểm sẽ là cha nàng cơ lầm gì buông sách đứng dậy hỏi quận vương gia hiện đang ở đâu bị cột quan phục ở nha môn là một việc vô cùng nhục nhã mất sạch thể diện trước mặt cấp dưới tương lại phải làm thế nào để thống lĩnh binh sĩ được? Cũng ma ma khom người thưa, nghe nói đang trên đường về rồi à? chương 279, thật giả, hai Lâm Di dẫn người đứng đợi ở cửa Thủy Hoa một lát thì Đồng Ninh tới báo, quận Vương Gia bị phụ tá chặn đường đã đến thư phòng rồi à? Mấy ngày nay chu thập cửu luôn bị phụ tá vây trước vậy sau bàn luận chuyện lớn. Lâm Di sai bảo cùng mama đưa nước trà qua đó đi quay trở về nhị tiến viên. Mama mà thưa vâng rồi tất bật đi chuẩn bị, còn lâm di. Chừng một nén nhang sau, cùng mama mới vào nhà. Thế nào, lâm di hỏi chuyện bên thư phòng, có nói vì sao quận vương gia bị đuổi về không? Cùng mama hơi biến sắc, tim đập thình thịch một chốc mới nói, nô tỳ không nghe được rõ, mấy người đó chỉ đang nói về tình hình triều chính bây giờ. Những lần nàng để cùng mama đi hỏi thăm tin tức, rất ít khi thấy bà ấp a à, ấp ống như vậy, lần đầu tiên là đến thư phòng nghe ngóng, còn lần này. Đơn giản là vì chuyện đó có liên quan đến nàng và phủ Quảng Bình hầu mà thôi. Lâm Di đứng dậy, sai Quất Hồng lấy áo lông cừu cho mình, "Mama không nói thì để ta tự đi nghe xem vậy." Sắc mặt cùng Mama lập tức thay đổi, "Thư phòng ở tiền viện còn có rất nhiều phụ tá, quận vương phi đấu thể tới thằng đó hỏi được à?" Lâm Di quay đầu nhìn cùng Mama. Mama muốn ta an lòng thì nói rõ. Trong phủ có chuyện gì chẳng lẽ giấu được ta cả đời ư? Nếu sớm muộn gì ta cũng sẽ biết, vậy mama cần gì phải quanh co lấp liếm. Sắc mặt cùng mama tối sầm lại, thư phòng bên kia không cho vào hầu hạ, nô tỳ đưa trà bánh qua xong liền đi ra, nhưng lúc đứng ở hành lang cũng nghe được một ít, có điều không dám chắc lắm. Lâm Di nói, vậy hãy bảo quản sự tiền viện đi qua nghe bảo quản sự đi nghe ngóng thì thế nào cũng sẽ truyền tới tại quận vương phi cùng ma ma không dám giấu nữa đành nói thật nô tỉ nghe phụ tá nói bây giờ là lúc mùi nhìn trai cò tranh nhau cổ động khoa đạo tiếp tục làm lớn chuyện như vậy cho dù đấu không lại ngũ vương ra thì vẫn có thể đứng ngoài vũng bùn này không bị dính vào chẳng hiểu sao khi nghe cùng ma ma nói vậy lâm di cảm thấy như vừa có thứ gì nổ tung trong lồng ngực nàng biết ngay làm sao chu thập cửu có thể gặp nguy hiểm gì chứ, bị đuổi về như thể chỉ là làm ra vẻ, vừa khiến người ta thấy mình phải chịu ấm ức vừa có thể buông tay mặc kệ mọi chuyện, khi nào sóng yên biển lặng thì lại lật ngược bản án, quay về tiếp tục nhậm chức. Sau khi thành quốc công chết, người khuyến khích cha nàng đến khoa đạo làm việc chính là chu thập cửu. Giờ quả nhiên có thể lợi dụng môn quan của khoa đảo ủng hộ hoàng hậu nương nương đối đầu với ngũ vương gia rồi nếu phe của hoàng hậu nương nương thẳng, thân là công thần tiêu diệt thành quốc công, là con rể của Quảng Bình Hầu, lại lập được công to trong việc giết đạo sĩ, chu thập cửu có thể nói là ngồi mát ăn bát vàng. Còn nếu phe ngũ vương gia thắng, chu thập cửu không hề quấy rối gì trong thời điểm quan trọng nhất, chỉ bo bo giữ mình, cuối cùng dựa vào quan hệ của chu thập cửu với quốc cựu gia, chắc chắn quốc cựu gia sẽ nói đỡ cho y trước mặt thái hậu nương nương, chẳng trách ở trước mặt nàng y không chịu nói sẽ đứng về bên nào. Chu thập cửu không phải không thể chọn được phe mà muốn tung ra một viên đá thử vàng trước, và viên đá thủ vàng này chính là phủ Quảng Bình Hầu Nhà có quan hệ xa xôi với Hoàng hậu Nương Nương. Thật ra sao nàng lại không hiểu, con đường làm quan của Chu thập cửu có thể xuôi trèo mát mái như thế, trước nay đều không phải nhờ vào vận may mà nhờ khả năng chơi chiêu họa thủy đông dẫn, chuyển xuôi xẻo cho người khác chu thập cửu sẽ không vì đối phương là ai mà nhẹ tay hơn nàng không nên tin tưởng y cả ở kiếp trước lẫn kiếp này dù phủ quảng bình hấu có rơi vào cảnh cửa nát nhà tan người ngoài đều sẽ không trách chu thập cửu câu nào chưa biết chừng còn có thể biện bạch thay y rằng thân là con gì y đã giúp đỡ phủ quảng bình hầu không ít rồi xuất phát từ sự kiện trước chiến tranh thế giới anh pháp từ chối lập liên minh với liên xô và ký với đức hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau đồng thời bỏ mặc đồng minh tiệp khắc cho Đức tiêu diệt. Tất cả cho thấy phương Tây không hề thực tâm trong việc ngăn chặn Hitler. Họ đang tìm cách hướng cỗ máy chiến tranh Đức nhắm vào Liên Xô, ở hướng Đông. Nghĩa rộng, tránh né, dẫn một chuyện xấu đến nơi khác. Kiếp này tuy nàng trở thành khang quận Vương Phi, nhưng nói đến cùng có khác biệt gì so với kiếp trước đâu. Cục diện chính trị chẳng may không nghiêng về phía bọn họ, nên Phủ Quảng Bình hầu sắp phải trả một cái giá thật lớn. Đến khi thời cơ chín mùi, Chu Thập Cửu sẽ vứt bỏ cha, cuối cùng có lẽ cũng sẽ bỏ mặc cả nàng. Lâm Di hít sâu một hơi, gắng gượng đè nén trái tim đang đập thình thịch trong ngực. Nàng đã tưởng trước được từ câu rồi, giờ còn hối hận cái gì? Được sống tại một đời, nàng đã sớm quyết định, kiếp này nhất định phải nắm chặt những gì đã mất ở kiếp trước, không thể tui bước, không thể sợ hãi, không thể buông tay. Chu thập cử từng nói muốn nàng tin tưởng y, muốn nàng yên tâm, nàng cho rằng cởi y nói rất có giá trị, nhưng thật ra chẳng đáng một đồng. Từ đầu đến cuối, y đều đã tính toán đầu ra đấy cả rồi. Có thể cùng chịu nghèo hèn, có thể cùng hưởng phú quý hay không, tuy rằng không phải thân nhân ruột thịt nhưng cũng là vợ chồng kết tóc. Cho dù tương lai chu thập cửu không bỏ rơi nàng, nhưng nàng thật sự có thể an tâm hưởng thụ phú quý của phủ khang quận vương này sao? có thể mặc kệ chẳng quan tâm đến người thân mà vui vẻ làm khang quận vương phi ư. Nàng không sợ mình gặp chuyện gì, xong lại sợ liên lụy đến cả nhà. Nàng vẫn muốn né tránh, nhưng lòng không đủ kiên định nên mới ra nồng nỗi như ngày hôm nay. Có lẽ nàng không nên đau khổ, nàng không nên từng có suy nghĩ dựa vào y. Lâm Di nhìn cùng Mama, Mama đến phủ Quảng Bình hầu hỏi thăm một chút, xem tình hình bên kia thế nào rồi. Cùng Mama gật đầu, nô tỳ đi ngay đây. Cùng mama vừa định đi, Lâm Di chợt nhớ tới một việc, bèn quay lại định dặn dò thêm, nào ngờ còn chưa nói được một lời đã thấy xây sầm mặt mày, suýt nữa ngã sấp xuống đất, may mà cùng mama nhanh tay lẹ mặt đỡ kịp, quận Vương Phi sao vậy? Nô tỳ đi mời lang trung ngay, Lâm Di nhắm mắt yên lặng chốc lát mới mở mắt ra nhìn cùng mama, không việc gì đâu, do ta quay đầu hơi nhanh nên choáng váng chút thôi nói đoạn nàng chống tay nhòm dậy, để mình ngồi thẳng lại, nói với tổ mẫu dặn phụ thân nhất định phải cực kỳ cẩn thận, nếu tổ mẫu hỏi đến ta thì cứ nói ta bên này đều ổn. Sao có thể đều ổn chứ? Cùng mama đã cay xè cả mắt, hay cứ mời lang trung đến xem thử đi. Lão phu nhân đã kêu vị lang trung vẫn khám cho quận Vương Phi trong phủ đến đây. Ông ấy đang chuẩn bị thuốc phong dịch để nô tỳ bảo ông ấy đến bắt mạch cho quận Vương Phi. Lâm Di lắc đầu, trước đó đã mời ngày xem qua rồi, thời gian này sao có thể bị chứng bệnh gì chứ, chờ lúc nào rảnh lại gọi cũng không muộn. Cùng mama không tiện khuyên thêm, đành thay quần áo đến phủ Quảng Bình Hầu. Cùng mama mới ra ngoài trở về xong thì quản sự tiền viện cũng đã hỏi thăm được tin tức quay lại báo, nghe nói khoa đạo đã có người chết. Quảng Bình Hầu dẫn đầu lập hiểu đường, rất nhiều môn quan và thanh quan tới phúng viếng, hiểu đường này định mở cũng đủ 49 ngày. Khoa đảo thật sự có người lấy cây chết để can gián rồi. Lâm Di hỏi, có nói là vì sao không? Cùng ma ma thưa, nghe nói lắm, các vị đại nhân đều đang viết huyết thư ở hiểu đường. Tin tức này đến hạ nhân cũng hỏi thăm được, có thể thấy phía cha làm việc không hề che giấu, ồn ào đến mức đó, hẳn toàn bộ khoa đảo đều đã bị kích động hết rồi. Đang nói chuyện, nha hoàn bên ngoài báo, quận vương gia đã về à? Cùng ma ma cúi đầu lui sang bên cạnh. Chu Thập Cửu vào phòng bên thay đồ, Lâm Di lấy áo ngoài thường mặc ở nhà ra cho chàng. "Không cần lấy áo dày như vậy, mặt mày Chu Thập Cửu như tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, mấy ngày tới ta sẽ không ra ngoài, ở nhà chỉ cần mặc áo thường là được." Lâm Di bảo Hồ Đào đi lấy áo. Nàng hầu hạ Chu Thập Cửu mặc áo, Chu Thập Cửu cúi đầu nhìn, chạm phải vẻ lạnh nhạt của nàng, nụ cười trên mặt chàng liền phai dần. Lâm Di cụp mắt, Mấy hôm nay quận vương gia có gặp cha ta không? Trước giờ Chu Thập Cửu luôn lanh mồm lanh miệng, một câu có thể bị chàng đối lại bằng nghìn vạn kiểu giải thích, nhưng hôm nay chàng lại hơi sững người, nhìn nàng bằng ánh mắt thoáng lóe lên, dường như thật lâu sau mới đáp, có gặp. Có gặp. Hai chữ, xong đủ để nói rõ tất cả. Tính cha vốn dễ bị người khác kích động, đặc biệt đây lại là con rể mình tin tưởng. Nhưng tính tình có ngay thẳng thế nào thì cũng không đáng đâm đầu vào chỗ chết, chẳng riêng Chu thập Cửu muốn mình bình yên vô sự, người nhà của nàng cũng nên được có một đường sống. Ánh mắt Lâm Di ảm đạm, song khóe miệng nàng lại khẽ nhếch, nở một nụ cười mỉm. Trước đó nàng còn từng về phủ Quảng Bình hầu nói đến chuyện này, rằng chỉ cần chờ thêm mấy ngày đến khi chuyện bên Tôn Thất danh vỡ lở ra, lời tố cáo của cha cũng có thêm bằng chứng xác thực. Lâm Di cột nút áo cho Chu Thập Cửu xong bèn quay người ra khỏi phòng xếp. Chu Thập Cửu vươn tay kéo nàng lại, Nguyễn Nguyên đang nghĩ gì thì? Nhạc phụ không làm sao đâu, nếu là trước đây thì có lẽ nàng sẽ tin tưởng, nhưng giờ cùng Mama đã chính tại nghe được những lời kia, lại có sự thực bày ra trước mắt. Lấy chồng theo chồng, gà chó theo chó, câu này từng giờ từng khắc nhắc nhở nữ giới phải đồng lòng với nhà chồng, phải hy sinh tất cả đổi lấy công danh rạng rỡ cho phu quân, để về sau phu quân sẽ kính trọng đức hạnh, sẽ cảm nhớ thâm tình của nàng. Lâm Di ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Chu Thập Cửu, nàng thật sự nên vì y mà bất chấp tất cả ư? Cùng y tính toán, dẫu là người thân cũng không buông tha. Mà y như vậy, liệu có thể nắm chặt tay nàng, không bao giờ buông bỏ? Vì sao đời này khi tỉnh lại, nàng lại mơ thấy cảnh cầu phúc ở chùa. Kiếp trước nàng cá thể chết đi, kiếp này nàng luôn mong mình và người thân có thể bình yên, không phải chết oan uổng mà được sống đến già, con cháu quê quần đông vui. Xem ra nàng cầu xin quá nhiều rồi. Lâm Di, Chu Thập Cửu nắm chặt tay nàng hơn, em nghe ta nói này, ta và phụ tá đã bàn bạc xong, khoa đạo làm lớn chuyện như vậy không hẳn là chuyện sống. Bây giờ mà vẫn còn cố gắng dựng cảnh thái bình giả tạo, Lâm Di lẳng lặng chờ nghe Chu Thập Cửu giải thích. Bên ngoài chợt vọng vào tiếng của Quất Hồng, tín thân vương gia tới à? Chu Thập Cửu đứng yên không nhúc nhích, Quất Hồng lại nhắc thêm một câu, bẩm quận vương gia, quận vương phi, tín thân vương gia tới à? Lâm Di nhích người sang một bên nhường đường, quận vương gia đi đi, ta sẽ cho người mang trả bánh lên. Chờ ta quắc về lại nói tiếp, Chu Thập Cửu thả tay Lâm Di ra, thấy nàng buông thõng tay xuống, chàng lại nói, Lâm Di, em phải tin ta. Chu thập cửu đi ra khỏi phòng, Lâm Di ngồi xuống, Bạch Thược đi tới nói nói, lát sau Lâm Di mới phát giác ra Bạch Thược đang nói gì, nàng ngẩng đầu, ánh mắt dần sáng lên, em vừa nói gì cơ. Bạch Thược lặp lại, lão thái bảo bên nhành thứ hai thoạt nhìn thì sóng êm gió lặng, nhưng thực ra nội bộ lục đục ghê lắm, từ cô ra còn đến tìm hầu ra nhờ giúp đỡ. Lâm Di nhíu mày, thư Lâm Chính Thanh gửi tới có viết rõ ràng, cậy thể vốn là việc thương tình, cầu bình an không chỉ có mình chùa Thanh Hoa. Trước ngụ ý là Chu Thập Cửu đã vịn được vào nhà quốc cựu gia, sau muốn nói là Lâm Chính Thanh có thể giúp đỡ. Lâm Di mỉm cười, thật đúng là đổi trắng thay đen. Lâm Di sai bảo Bạch Thược, bảo người gác cổng chuẩn bị xe ngựa, ta muốn về phủ Quảng Bình Hầu. Cho dù chết cũng không thể chết trong mơ hồ nàng đã không thể tin tưởng lời chỉ từ một phía chu thập cửu nữa. Bạch thược thưa vâng, đi ra sắp xếp chuyện xe ngựa. Lâm di ngôi một cát rồi bảo hồ đào mở hòm xiềng ra, mang những bộ y phục này theo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. chương 280, có thai. Hồ đào thấy Lâm di chỉ vào những bộ quần áo hiện đang dùng kia thì thoáng kinh ngạc. Nhưng cũng không dám lập tức thu dọn thành hai bao hành lý theo ý Lâm Di. Cùng ma ma vào nhà, thấy thể thì sắc mặt thay đổi, hỏi, lần này quận vương phi định về phủ Quảng Bình Hầu ở vai ngay ạ. À? Lâm di bỏ ngọc bội đeo bên hông xuống, chưa biết. Cứ thể này mà đi liệu có ổn không? Quận vương gia đang ở trong phủ mà. Cùng ma ma lo lắng, liệu có bị người ta nói ra nói vào không ạ? À? Quận vương gia đồng ý rồi ư? Lâm di ngồi xuống nhấp một ngụm trà, hương trà thoang thoảng làm lòng nàng tĩnh lặng hơn. Ma ma đi chuẩn bị đi không thì lát trời tối, chúng ta đi cũng không tiện. Cùng mã mà muốn khuyên bảo lại không biết phải nói thế nào, phù Quảng Bình hầu hiện rơi vào tình thế này, phụ tá của quận Vương Gia lại nói như vậy, chẳng trách quận Vương Phi lại lo lắng, lang trung trong phủ tới rồi, đang điều phối thuốc trong viện à. Lâm Di gật đầu rồi ra khỏi phòng. Lang Trung đã kê đơn xong, không khác phương thuốc bên ngoài đang truyền tay lắm, cũng chỉ là mấy loại thuốc nhiệt bài độc thôi, bình thường không đáng nhắc tới giờ lại thành bảo bối trong lòng bao người. Lầm gì sai người đi bốc thuốc theo đơn đó rồi nấu lên cho hạ nhân trong phủ cùng uống, cùng mama đứng bên cạnh nhỏ giọng khuyên, lang trung cũng đã tới, chi bằng bảo ông ấy chân cho quận vương phi xem thế nào. Mấy hôm nay chẳng biết sao mà cùng mama cứ khuyên nàng đi xem bệnh, nàng bị bệnh thật, nhưng không phải bệnh trên người mà là bệnh trong lòng. Từ lâu trong lòng đã có nút thắt, nhưng tới bây giờ nàng mới nhận ra đó là nút thắt chết, đúng là làm người ta không biết nên khóc hay cười nữa. Trong buồng sưởi, bà tử buông tấm rèm che màu xanh xuống, Lâm Di ngồi xuống cho Tang Trung bắt mạch, Lang Trung xem rất cẩn thận, cát sau mới khom người nói, huyết khí của quận vương phi hơi yếu, hắn do dạo gần đây vất vả co toan mà thành như vậy, không có gì đáng ngại lắm, nhưng ngài vẫn phải điều dưỡng thật tốt. Về mặt cũng ma ma thoáng thất vọng lâm di biết tâm tư của cũng ma ma bà đang móng trông nàng mang thai nàng cũng từng học y thuật mấy hôm trước còn định nhờ nhân tiên sinh xem mạch cho mình nhưng vài hôm trước thay quần áo thì phát hiện một vệt máu nàng liền từ bỏ ý định này kinh nguyệt của nàng trước nay luôn không chính xác hắn vài ngày nữa sẽ đến thôi làng trung lui ra lâm di sai bạch thược đến thư phòng ở tiền viện qua nói với quận vương gia một tiếng ta về nhà mẹ đẻ một chuyến bạch thược nhận lệnh ra tiền viện cùng ma ma vẫn lo rằng bởi vì mình thuật lại lời của phụ tá mới khiến vợ chồng quân vương gia và quận vương phi nảy sinh hiềm khích sao quận vương phi không đợi quận vương gia nói chuyện với tín thần vương xong rồi hẵng đi vừa rồi đã nói xong hết cả không cần thêm lời nào nữa lâm di nói chúng ta đi bằng của thủy hoa quận vương gia cũng biết rồi cửa thủy hoa rất gần thư phòng của tiền viện thay quần áo xong Lâm Di đi về phía cửa thủy hoa, xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn sàng. Hồ Đào phân phó tiểu nha hoàn khiêng đồ lên xe, Quất Hồng đỡ Lâm Di vào thùng xe, xe ngựa chuẩn bị tiến ra ngõ, cùng Mama trông thấy xa xa có quan binh đang đi về phía này, bèn vội vàng gõ thùng xe, quận Vương Phi, có quan binh tới hả? À? Lâm Di vén màn nhìn ra bên ngoài, một đội quan binh ảo ảo tiến tới, nàng còn chưa kịp trông rõ, đội quan binh này đã chặn cứng của chính của phủ khang quận vương lâm di hơi nhíu mày định bảo cũng ma ma tiến lên hỏi thì chợt thấy một bóng người từ phủ khang quận vương đi ra xông thẳng về phía xe ngựa quan binh trong của chưa kịp phản ứng đến khi thấy rõ người tới là ai mảnh xe của lâm di đã bị nhấc lên lưng nàng bị siết chặt cả người bị nhấc xuống dưới tất cả đều giật mình ngẩn ra xung quanh chợt tĩnh lặng như tờ Khoảnh khắc yên lặng này chỉ thoáng qua, Lâm Di nhìn gương mặt tươi cười quen thuộc của Chu Thập Cửu, nụ cười thật tao nhã, thật đẹp đẽ, con người ẩn chứa một tia sáng kỳ lạ khiến người ta không sao nắm bắt được, xong lại trầm tĩnh hơn hẳn thường ngày. Theo lệnh Khang Quận Vương gia phải cấm túc trong nhà. Nghe thấy quan binh nói, Lâm Di ngước mắt nhìn, Chu Thập Cửu bị cấm túc tại nhà ư? Ngoài cửa thoáng cái liền ồn ào lên, quan binh vây xung quanh Chu Thập Cửu đao kiếm bên hông va loàng xoàng. Hạ nhân luống cuống nhìn đông ngó tây, Chu thập cửu vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn lâm di chằm chằm. Tín thân vương gia cũng ra cửa phủ, thầy Chu thập cửu thì lập tức trợn tròn mắt, lớn tiếng quát, thập cửu, ngươi làm gì vậy? Luật pháp của triều đình mà ngươi cũng không thèm để vào mắt có phải không? Lâm di muốn đi xuống lại bị Chu thập cửu ôm cứng, em định đi đâu? Lâm di không đáp, mặt mày Chu thập cửu giãn ra, Chàng nói thật dịu dàng, em đừng đi đâu cả, cử ở nhà nhé. Chu thập cửu bước nhanh vào phủ khang quận vương, cứ thế ôm lâm di vào thẳng vào phòng. Tín thân vương vô cùng phẫn nổ, Chu lão phu nhân nghe tin vội vàng ra đón. Tín thân vương bèn thuật lại hành vi của Chu thập cử, ta chạy vậy khắp nơi nên nó mới chỉ cần tạm thời chịu cầm túc thôi. Nhưng nó giỏi rồi, cứ thể xông ra ngoài bị người ta nhìn thấy, ta làm sao giấu cho nó được nữa đúng là to gan lớn mật, không quan tâm đến trưởng bối, ngay cả pháp luật kỳ cương cũng không coi ra gì. Nói đoạn, ông ta lại sai người gọi gia nhân tới đối chứng. Nghe thấy vậy mặt chu lão phu nhân biến sắc, vội vàng gọi thân ma ma mang bạc tới. Tín thân vương cười lạnh, nói, không tác dụng gì đâu, ta thấy nó đã u mê rồi, còn đang chịu tội mà lại dám làm ra chuyện hoang đường như vậy, nếu ta còn che chắn cho nó, đến khi bên ngoài có người tố cáo chúng ta toàn bộ tôn thất đều sẽ chẳng còn chút thể diện nào nữa chu lão phu nhân luống cuống đều là người trong tộc tốt xấu gì ngài cũng nên che chở thằng bé đôi chút hơn nữa chuyện này cũng có nguyên nhân của nó tín thân vương nói ta muốn nghe thử coi nguyên nhân là gì chu lão phu nhân thở ra một hơi mới thấp giọng khẽ nói ta cũng mới biết thôi quận vương phi có thai lạng trung nói thân thể hơi yếu cần phải bổ dưỡng cho tốt ta sợ có gì sai lầm bèn sai người báo cho nguyên triệt không ngờ nó lại hoảng lên chị nhà nguyễn triệt mấy đời toàn con một chẳng thể trách sao nó lại lo lắng đến thế nói đoạn bà ta đưa mắt ra hiệu cho thân ma ma thân ma ma bừng trà nóng dâng lên cho tín thân vương tín thân vương cũng bất ngờ chuyện vợ con sao có thể so với chính sự được chu lão phu nhân lại thấp giọng nói cũng tại tuổi nó còn trẻ sau này trưởng thành sẽ tốt hơn thôi Mong vương gia thu xếp hộ, hơn nữa, nó ra khỏi phủ cũng đều được mấy bước, như vậy. Cũng không tính là, Tín thân vương đặt tách trà trên tay xuống, như đang hết sức tức giận, đúng là suy nghĩ của đàn bà. Dứt lời ông ta tỏ vẻ không muốn ở lại thêm nữa. Chu lão phu nhân vội vàng đứng dậy tiễn Tín thân vương ra về. Tín thân vương đi rồi, Chu lão phu nhân mới quay lại nhìn thân mama. Thân mama nói, đã chuẩn bị xong thuốc ăn thai rồi à? Mama bên quận Vương Phi đang nấu rồi. Bà ta thoáng ngừng một chút, nếu ngoài kia phát hiện quận Vương Phi không mang thai thì chuyện ngày hôm nay. Lão phu nhân đã hỏi đi hỏi tại, lang Trung đều nói không phải mang thai, chi là khí huyết ứ động, trông có vẻ giống mang thai thôi. Không mang thai, vậy chuyện ngày hôm nay thành chuyện lớn rồi, dám tính kể cả tộc trường của tôn thất. Thân Mama ma hạ giọng nói, lão phu nhân làm như vậy, chỉ sợ sau này cũng bị liên lụy chu lão phu nhân cụp mắt tổn hại người trong nhà thì nhà cũng mang vả nhưng ta đâu còn cách nào khác chưa kể nếu ngẫm lại ai cũng sẽ cho rằng làm sao bọn chúng chịu nói thật với ta cơ chứ thân ma ma cười nói sao nô tỳ lại không nghĩ tới điều này nhi chu lão phu nhân dẫn thân ma ma tới nhị tiến viện trong viện lúc này ai nấy đều tất bật chu lão phu nhân là người từng trải bèn sai thân ma ma giúp đỡ một tay chỉ chốc lát sau tất cả đã bình tĩnh lại Cùng mama chỉ huy bà tử dọn hết những đồ vật người có thai không được dùng như gừng tươi, thỏ, dê, thịt gà vịt các loại ra khỏi nhà bếp. Chu lão phu nhân nói, nhà bếp chính cũng đừng giữ lại mấy thứ này, thường ngày ta cũng không hay ăn chúng, để lẫn vào đó nhỡ cầm nhầm thì to chuyện. Sắp xếp xong xuôi, Chu lão phu nhân lại dặn Lâm Di, dưỡng thai cẩn thận, cháu mang thai lần đầu, không được khinh thường đâu đấy. Lâm Di gật đầu, đưa mắt nhìn Chu Thập Cửu đang đứng bên giường. Chu Thập Cửu nắm chặt tay Lâm Di, rũ tay áo phủ lên, mặc nàng dãy giụa thế nào cũng không buông ra. Chu lão phu nhân ra về, Chu Thập Cửu mới đứng dậy tiễn, chỉ một chốc lại quay trở về, ngồi bên giường kéo tay Lâm Di Lâm Di đặt tay lên bụng, Chu Thập Cửu muốn kéo, lại nhớ Lâm Di đang mang thai, đành rút tay về, Nguyễn Nguyên, đừng đi có được không? Bên ngoài đột nhiên nổi gió, hất tung cửa sổ, lồng lộng lùa vào phòng, quất hồng và đám nha hoàn hoảng sợ, vội vàng chạy lại đóng chặt cửa sổ, lâm di chợt thấy chóp mũi mềm ra, nàng đã bị chu thập cửu kéo ôm vào lòng. Đám nha hoàn đóng cửa sổ xong bèn lặng lẽ lui ra. Cùng mama đang định bưng thuốc vào nhà, thấy thế cũng đưa bát thuốc cho bà tử, tự tay đóng cửa lại. Bên tay nghe được trái tim chu thập cửu đang thình thịch nhảy lên, đập liên hồi như trống, lâm di đưa tay đẩy, Chu Thập Cửu lại nhẹ giọng nói, "Đừng, đừng. Cẩn thận làm con bị thương, vội vàng đuổi theo như vậy, thì ra là vì nàng mang thai, một việc vui như thế nhưng lại biết vào lúc này, nàng hoàn toàn không hề thấy vui sướng." Lâm Di nói, "Con của ta, ta sẽ chăm lo cho nó." Vòng tay của Chu Thập Cửu căng cứng, càng ôm siết Lâm Di hơn, ngón tay thon dài giữ chặt nàng, lòng bàn tay dịn đầy mồ hôi. Nguyễn Nguyên nói vậy như thể coi ta là người ngoài. Nguyễn Nguyên thu thập đồ đạc muốn về nhà mẹ đẻ, không cần ta nữa ư. Lâm Di hơi nghèn nghẹn, ngực trướng đau, chẳng hiểu sao lại cảm thấy khó chịu. Tại ta không nói rõ ràng, ta nào dám dỗi hơn vào lúc này. Nếu quận vương gia đã nói thế, vậy ta cũng phải nói rõ. Ta định tranh thủ lúc tín thần vương còn ở trong phủ để về nhà mẹ đẻ, để người khác biết được rằng quận vương gia vốn bị nhà ta liên lụy. Giờ ta về nhà cũng là để khuyên cha ta đừng can gián nữa. Chỉ khi quận vương gia không có việc gì, thì sau này cho ta chẳng may vào tù, quận vương gia mới có thể thu xếp hồ. Nếu cha ta không có khả năng đỡ đần, thì đối với phủ khang quận vương mà nói, nhà mẹ đẻ của ta đã thành thử vô dụng. Hơi thở của chu thập cửu như bị kìm hãm lại, Nguyễn Nguyên cho rằng ta lợi dụng xong sẽ bỏ mặc phù Quảng Bình hầu ư. Lâm gì cắt đầu, không phải không phải chi với phủ quảng bình hầu quận vương gia lớn lên ở nhà thúc thẩm từ nhỏ đã có thói quen tính toán cho mình mọi việc đều phải cân nhắc làm sao khiến mình đứng ở thể bất bại cha ta là không như vậy ông quá ngay thẳng dễ xúc động chưa biết chừng một ngày nào đó sẽ liên lụy đến quận vương gia ta hiểu rất rõ thân là con gái đã về nhà chồng thì không có khả năng chăm lo cho nhà mẹ đẻ cả đời nhưng mà ta tải không thể mặc kệ cha mình nàng đã mất gia đình một lần nên không muốn tại mất cần nữa. Quận vương gia có hoài bão, đường công danh về sau nhất định sẽ rất sán lạn. Trong khi đó ta lại tuôn bị tình thân ràng buộc, dẫu vì cuộc hôn nhân này, ngài sẽ giúp nhà mẹ đẻ ta một cần hai cần, nhưng tương lai cũng sẽ có một ngày ngài ghét bỏ, coi đó là thứ liên tụy mình. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.